Thông báo, Melbourne Polytechnic Việt Nam chính thức mở đợt xét tuyển tháng 6 với 4 em hot dẫn đầu xu hướng marketing truyền thông, công nghệ kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện tử, phát triển sản phẩm sáng tạo, thiết kế đồ họa và dự kiến có cả ngành công nghệ thông tin nữa nha. Điều kiện nhập học là có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 2K6 đã có bảng điểm lớp 12 thì có thể đăng ký ngay từ hôm nay. Và đây là những gì bạn sẽ nhận được khi trở thành tân sinh quốc tế tại Melbourne Polytechnic Việt Nam. Được đào tạo kiến thức kỹ năng thực tiễn theo yêu cầu của doanh nghiệp, đắm mình trong vô vàn những trải nghiệm hoạt động sinh viên, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và đạt chứng chỉ giảng dạy quốc tế, được giao lưu học hỏi với bạn bè quốc tế, được sở hữu tấm bằng do Úc cấp có giá trị toàn cầu chỉ sau 2 năm học chuyên ngành mà không cần học các môn đại cương, được chuyển tiếp đến các bậc học cao hơn trong và ngoài nước. 100% sinh viên được giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Xịn thì được 1/10 đắp, nhưng không, ở đây học phí chỉ bằng 1/10 so với đi học thôi nha. Hơn nữa, xét tuyển sớm trong tháng 6 còn có cơ hội nhận học bổng lên tới 50% học phí nữa đó. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay hôm nay? Nên đăng ký bên dưới nha.